Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục đó là cập nhật những thông tin đáng chú ý về xung đột tại Ukraine. Cho đến ngày hôm nay thì chúng ta nghe những tin tức như là về việc tổng động viên lực lượng vũ trang của Liên bang Nga đã hoàn thành. Đó. Cái thứ hai nữa là trong ngày hôm nay thì Nga đã hoàn thành chiến dịch sơ tán dân thường khỏi Kherson. Đây rõ ràng là một trong những chiến dịch rất lớn nhưng mà dễ dàng để cho hỏa lực của Nga áp đảo lực lượng vũ trang Ukraine. Trước cái hỏa lực của Nga mà không có dân thường ấy, thì lực lượng vũ trang Ukraine tập xác định khi mà đưa lực lượng binh sĩ của Ukraine cùng với vũ khí y tải vào mặt trận Kherson, tất cả sẽ được nướng quân. Quân đội Ukraine hiện đang tiến sát thành phố đó là Kherson. Sau khi đạt được những bước tiến lớn ở phía đông và nam, theo AFP đưa tin, thành phố Kherson có dân số khoảng 288.000 người. Trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2, Nga kiểm soát được Kherson ngay từ những ngày đầu tiên của chiến dịch. Ở Kherson này cùng với Zaporizhia, Donetsk, Lugansk đã được tổ chức trưng cầu dân ý và sáp nhập vào lãnh thổ của Nga và chính thức được bảo vệ cùng với lại học thuyết quân sự đó là vũ khí hạt nhân của Nga. Từ giữa tháng 10 thì chính quyền do Nga chỉ định tại Kherson đã thúc giục cư dân thành phố này sơ tán qua bên kia sông đó là Dnipro, tiến sâu hơn vào lãnh thổ của Nga kiểm soát và gần hơn với các vùng phía nam của nước Nga. Đây là những kịch bản mà chúng ta thấy là một trận đánh lớn chuẩn bị được diễn ra. Và khi không còn dân thường ở Kherson nữa, nó là một sự bất lợi dành cho lực lượng vũ trang Ukraine. Rất bất lợi cho lực lượng vũ trang Ukraine. Thế thì trong quá trình mà bất lợi như vậy, thì chúng ta biết là cái tổ hợp phòng không của phương Tây viện trợ ấy, thì nó cũng chỉ để tiêu diệt những mồi nhử của Nga mà thôi. Ví dụ như là tên lửa NASAM ấy, mỗi một quả của nó trị giá lên tới 1 triệu đô la chị. Một quả của nó là trị giá 1 triệu đô. Nhưng cũng chỉ để bắn những UAV mấy trăm đô thôi. Đến 800 đô thôi. Thì đó được gọi là mồi nhử. Thế trong quá trình căng thẳng như vậy thì Tổng thống Đức có một lời tuyên bố khó thể chấp nhận. Chúng ta biết là trước đó thì Ukraine đã có cái động thái gọi là tức giận, giận dỗi Tổng thống Đức khi mà từ chối chuyến thăm Kiev. Nhưng mà sau đó thì ông cũng đã tới. Vừa tới Kiev xong thì còi báo động được rung lên. Và Tổng thống đã phải xuống đó là tầm hầm trú ẩn. Sau cái chuyến công du đó thì Tổng thống Đức nói là đoạn tuyệt lịch sử với Nga. Đoạn tuyệt lịch sử với Nga. Bản thân Cộng hòa Liên bang Đức nói riêng và cả châu Âu nói chung, họ đã bị chi phối bởi người Mỹ trong suốt mấy chục năm qua. Và chính những nhà lãnh đạo này đang hủy hoại chính lục địa châu Âu của mình. Vì quyền lợi của cái lục địa này, tôi chẳng biết tự do dân chủ thế nào. Thế nhưng mà chính họ không có quyền lợi đến từ Mỹ. Mà quyền lợi của lục địa châu Âu không thể tách rời khỏi Nga được. Những nhà lãnh đạo ở châu Âu đang cố tình không nhìn đến tiến trình thay đổi của lịch sử thế giới. Họ đang cố gắng thể hiện thị uy để bảo vệ cái được gọi là tự do dân chủ của Mỹ đang tuyên truyền ở trên thế giới này. Nhưng tất cả đều không còn giá trị khi nhân loại bước vào thế giới đa cực. Ở tại Ukraine, khi mà mặt trận Kherson chính thức được mở ra, tôi luôn tin tưởng Nga sẽ đình chỉ tuyến đường ngũ cốc ở tại cảng Odessa để Nga dễ dàng để phối kết hợp ba mặt trận không, bộ và thủy để tiến thẳng vào Odessa. Tôi luôn tin tưởng điều đó. Và toàn bộ khu vực miền Nam, Tây Nam của Ukraine được Nga kiểm soát và sẽ lại tiếp tục trưng cầu dân ý. Và dễ dàng trong mùa đông này, cái kịch bản đóng lại cửa Tây, tôi tin tưởng nó diễn ra.
Trong cái thông điệp ngày hôm nay, khi mà Nga tuyên bố là đã sơ tán xong dân cư ra khỏi thành phố Kherson ấy, nó là một tín hiệu kết thúc cho mặt trận ở miền Nam. Kết thúc cho mặt trận miền Nam. Là thành viên của Đảng Dân Chủ Xã Hội vốn ủng hộ quan hệ, đó là kinh tế gần gũi hơn với Moscow. Ông Tổng thống nói rằng là chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine tạo nên sự thay đổi của thời đại. Khi nhìn vào Nga ngày nay, không còn chỗ cho những giấc mơ cũ nữa. Các quốc gia đang đứng lên chống lại nhau. Ông Tổng thống nói trong một bài phát biểu cả nước. Chống lại nhau ở đây là bản thân lục địa châu Âu đang chống lại nhau, chứ không ai chống lại nhau cả. Điều đó đẩy nước Đức chúng ta vào một thời kỳ mới, vào sự mất an ninh mà chúng ta nghĩ mình đã vượt qua. Một thời kỳ được đánh dấu bởi chiến tranh, bạo lực và những thân phận, bởi lo ngại về nguy cơ chiến tranh lan rộng như cháy rừng ở châu Âu. Về việc chiến tranh có lan rộng hay không lan rộng, nó phụ thuộc vào đồng minh châu Âu của Mỹ và phương Tây có còn tiếp tục ủng hộ cho chiến sự tại Ukraine hay không. Họ sẽ ủng hộ cho kéo dài xung đột hay họ ủng hộ cho tiến trình đàm phán để hòa bình. Càng những ngày gần đây thì những nhà lãnh đạo diều hâu phương Tây, họ lại càng thể hiện rõ về cái ý chí, về cái mất ý chí tự chủ tự lập để quyết định cho vận mệnh của đất nước mình. Mà họ càng ngày thể hiện rõ hơn bản chất là tay sai cho nước Mỹ và bị chi phối bởi đó là Hoa Kỳ. Trong khi đó, ngày hôm nay thì Bộ Quốc phòng đưa ra một lời tuyên bố. Bộ Quốc phòng Nga tố cáo là Hải quân Anh gây vụ nổ phá dòng chảy phương Bắc. Và chúng ta sẽ nhớ một điều, khi mà chính cách của Nga tuyên bố thì mọi thứ nó dựa trên cơ sở bằng chứng. Đặc nhiệm Hải quân Anh đã tham gia vạch kế hoạch và thực hiện cuộc tấn công khủng bố ở biển Baltic vào ngày 26 tháng 9 nhằm phá hoại đường ống dòng chảy phương Bắc, Bộ Quốc phòng cho biết việc này. Khi điều này được đưa ra thì không biết là cuộc điều tra ở Liên minh châu Âu như thế nào, bởi vì đây là cuộc khủng bố mà. Và lục địa châu Âu, đặc biệt là Đức, sẽ thấy rõ bản chất của những đồng minh của mình. Họ đang muốn bảo vệ quyền lợi cho những quốc gia ở châu Âu hay họ đang muốn phá hoại những quyền lợi của quốc gia châu Âu. Nhưng Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay không có lựa chọn nào khác ngoài cái việc là phải làm theo kế hoạch của Nhà Trắng. Đó là kết quả cay đắng cho nhân dân Đức. Sự cố đường ống dẫn khí đã xảy ra và làm gián đoạn cái việc truyền tải khí đốt từ Nga sang lục địa châu Âu, dẫn tới cuộc khủng hoảng khí đốt trầm trọng đối lục địa này. Ngay sau khi dòng chảy đó bị phá hoại thì kẻ được lợi nhất trong cái vụ nổ này chính là Mỹ. Chính là Mỹ. Mỹ đã tăng cường LNG bán cho lục địa châu Âu với giá gấp 3 và 4 lần so với thị trường trong nước. Nhưng mà lục địa châu Âu làm gì còn lựa chọn nào khác nữa đâu. Không có một lựa chọn nào khác. Trong khi tình hình ở tại Ukraine thì ngày càng xấu đi. Tình hình an ninh xã hội ở tại châu Âu ngày càng xấu đi. Ở tại Cộng hòa Séc, trong những ngày gần đây, hàng chục ngàn người xuống đường biểu tình yêu cầu phải bỏ, tức là dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga và yêu cầu chính phủ từ chức. Câu chuyện mà người dân xuống đường biểu tình phản đối NATO, phản đối EU và yêu cầu chính quyền rời khỏi hai tổ chức này không phải chỉ một Séc, Pháp hay là Đức, mà gần như tất cả những quốc gia ở châu Âu lên tiếng như vậy. Vì người châu Âu hiểu rất rõ quyền lợi của họ nằm ở đâu. Và cho đến khi xung đột ở tại Ukraine diễn ra, những người dân châu Âu mới nhận ra rằng bản thân mình thực sự có phải đang sống ở một nền dân chủ không? Công bằng không? Tự do không? Hay thực tế đang nằm ở trên gông cùm của những nhà lãnh đạo phương Tây? Vận mệnh của đất nước, dân tộc mình không được tự quyết định mà lại do nước Mỹ quyết định.
sự mất tự do rất rõ đối với những quốc gia châu Âu. Hy sinh quyền lợi của mình nhưng kết quả cũng không được, đó là bảo vệ. Vậy cái thông điệp mà Bộ Quốc phòng của Nga đưa ra về cái việc đặc nhiệm của Anh phá hoại trong cái kế hoạch của dòng chảy phương Bắc đó, nó có phải là một cái tín hiệu mà bản thân chính Đức cũng đã biết rồi không? Nhưng vấn đề là biết rồi thì không làm gì được. An ninh và quyền lợi của châu Âu tôi đã chia sẻ nhiều lần đấy, nó không liên quan đến Mỹ mà liên quan đến Nga. Trong khi đó ở tại Hoa Kỳ thì đang nóng dần lên vì cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, và giữa hai đảng phái thì đang bị chia rẽ trầm trọng. Hoa Kỳ lại tiếp tục làm chia rẽ ra châu Âu, dẫn tới mâu thuẫn trầm trọng giữa châu Âu với lại nước Mỹ và Canada. Thì bỗng dưng là một sĩ quan cao cấp của Mỹ chất vấn chính quyền Hoa Kỳ vì Nga và Ukraine. Trong một bài phát biểu dành cho 45, thượng tá lục quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ giải thích lý do tại sao NATO do Washington dẫn đầu cứ tiếp tục tăng cường hiện diện ở Đông Âu và triển khai quân đội gần Ukraine để làm cái gì. Như tác giả viết là bất chấp phát ngôn của Tổng thống Biden rằng sẽ không gửi quân Mỹ đến giao đấu với quân Nga ở Ukraine, Hoa Kỳ đã triển khai 100.000 binh sĩ trên lãnh thổ của châu Âu. Con tàu sân bay của Mỹ thì đang tiến hành tập trận ở biển Baltic. Thế mà không ai ở Washington hay Russell, đó là bớt chút thì giờ giải thích với người dân Mỹ tất cả những gì, những chuyện này là thế nào, là cái gì. Ông chỉ trích Nhà Trắng là gây nỗi hoảng sợ vô cớ và lưu ý rằng là sự tham gia của chính quyền Washington vào cuộc xung đột là đi ngược lại lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, chỉ dẫn đến leo thang và tiềm ẩn đại họa chiến tranh hạt nhân. Như tôi đã nói ngay từ đầu là bây giờ, để tôi nhắc lại một lần nữa, trong cuộc xung đột giữa các quốc gia giáp với Nga ấy, là Ukraine không hề có gì đe dọa đến an ninh quốc gia của đất nước chúng ta hoặc an ninh của các đồng minh NATO của chúng ta. Đây là những điều mà tập thể phương Tây đang đi ngược lại với quyền lợi của người dân phương Tây. Họ đang sử dụng tất cả mọi biện pháp chỉ để chống lại Nga và phá hoại nền an ninh kinh tế của Nga, và muốn chia nước Nga ra thành nhiều nước nhỏ theo chiến dịch là quốc gia mini, chia để trị. Nhưng bây giờ nó không phải là thời kỳ độc tôn độc quyền của nước Mỹ, thích hoành hành, thích làm gì thì làm. Chủ nghĩa đế quốc thực dân không thể tiếp tục tồn tại ở thế giới này. Chúng ta đều biết rằng cái chính sách của chủ nghĩa đế quốc thực dân ấy, là làm chủ công nghệ, làm gián đoạn văn hóa quốc gia khác, phá hoại an ninh trật tự quốc gia khác, và từ đó cai trị trên toàn cầu. Với cái chính sách đó thì điều hiển nhiên nó sẽ phá hoại toàn bộ nền văn hóa trên thế giới này. Và đây cũng là một trong lý do mà bản thân một trong yếu tố mà bản thân Vũ Quang bình luận rất nhiều, rằng yếu tố đó nó đã giúp cho Nga chiến thắng ở trên bàn cờ quân sự thế giới. Về cái câu chuyện ở tại Ukraine, người ta chẳng còn nghi ngờ gì nữa với sự thất bại của tập thể phương Tây. Nhưng tập thể phương Tây cũng chẳng làm gì được hơn ngoài cái việc là tiếp tục thực hiện mưu hèn kế bẩn nhằm đổ lỗi đổ tội cho Nga để tạo ra thảm họa nhân đạo, hoặc thảm họa đó là hạt nhân phóng xạ, và đổ lỗi cho Nga. Nhưng tất cả mọi kế hoạch mưu hèn kế bẩn đến từ Nhà Trắng, tôi luôn tin tưởng họ sẽ tiếp tục là thất bại, không bao giờ có được sự thành công.
Ngày hôm nay Nga hoàn thành những yếu tố quan trọng như là thực hiện chiến tranh tiêu hao thành công. Lằn danh đỏ là phương Tây buộc phải lắng nghe. Mặt trận ở miền Nam đã sơ tán dân thành công. Động viên một phần 300.000 binh sĩ đến giờ đã hoàn thành. Câu chuyện đình chỉ tuyến lương thực ở Odessa ra thế giới, tôi tin tưởng sớm muộn sẽ được thực hiện. Tất cả những điều này nó dấy lên một cái mối lo ngại dành cho lục địa châu Âu cũng như là cho Hoa Kỳ. Cái việc mà Nga cho đến tận ngày hôm nay chưa bung hỏa lực, nó cũng là một vấn đề cản trở trong việc tập thể phương Tây muốn viện trợ vũ trang cho Ukraine. Ngay như tổ hợp NASAM vừa mới đưa vào cho Ukraine thôi, thì Nga đã đưa ra cái kế để gì khắc chế nó rồi. Đã khắc chế nó rồi. Nó toang rồi. Cái mùa đông này, khi mà nhiệt độ nó âm sâu ấy, tuyết trắng phủ hết toàn bộ mặt đất, cây không còn lá nữa, nó mới là thảm họa nặng dành cho binh sĩ Ukraine. Và trong lúc đó nó có ba mặt trận diễn ra, đó là Uka, châu Âu và cả Mỹ nữa. Với tình trạng như hiện tại, Nga đưa ra một số quyết sách knockout nữa thì chưa hình dung được là tập thể phương Tây sẽ đi đâu về đâu. Sau hơn 8 tháng, bộ mặt của phương Tây nó cũng được phơi bày cho thế giới thấy họ không mạnh như những gì mà họ đang nói. Những điều mỹ miều nhất mà họ đang muốn hướng tới thế giới, bây giờ họ đang chà đạp lên. Họ đang bất chấp tất cả mọi luật pháp quốc tế chỉ để đạt được quyền bá chủ của mình. Người ta nhìn thấy Mỹ không cho thế giới điều gì ngoài cái việc thống trị của họ, ngoài cái việc trừng phạt và chính sách bảo hộ của họ. Đó không phải con đường mà cả nhân loại muốn theo. Và điều hiển nhiên, nó bắt buộc phải hạ màn. Mỗi một quốc gia dân tộc có quyền lựa chọn con đường đi riêng của mình, chứ không phải đi theo con đường của Hoa Kỳ. Thì đây là những gì mà Vũ Quang muốn cập nhật, chia sẻ, bình luận một phần cùng với quý khán giả trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã quan tâm, theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.